Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thêm cái ví son vào trình duyệt web trên máy tính. Rồi, thì quý vị có thể sử dụng ví son tại địa chỉ là sonfantasia.com, hoặc quý vị cũng có thể sử dụng ví Python, hoặc quý vị sử dụng điện thoại smartphone thì quý vị có thể sử dụng cái ví solet.io. Thì hiện tại ba cái ví này chưa có trên CH Play, cũng như là chưa không có trên cái App Store. Quý vị chỉ có thể add nó vào trình duyệt web, hoặc quý vị sử dụng cái solet.io nó trên cái nền tảng web thì quý vị có thể kết nối với các sàn DEX để mua bán các token nó chạy trên cái network SON. Ngoài ra, quý vị cũng có thể sử dụng cái ví C98 hoặc là ví Sapan, nhưng hai cái ví này rất chi là chậm và kết nối với các sàn thường bị lag hay bị lỗi mạng đó. Cho nên quý vị nên sử dụng cái ví SON Flyer này, Sonnet và cái ví Python. Ok, thì ở đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để add cái ví này nó vào cái trình duyệt web Chrome. Quý vị hãy vào địa chỉ sonfantasia.com, rồi quý vị chọn vào Add to Chrome này. Quý vị chọn vào thêm vào Chrome, chọn vào Add Extension. Ok, quý vị sẽ thấy cái biểu tượng ví Sonfantasia nó ở trên cái góc tay phải màn hình đó. Tức là quý vị đã add thành công rồi. Bây giờ quý vị hãy tạo một cái ví mới. Rồi, tôi sẽ bật nó lên này. Rồi, quý vị kích vào cái biểu tượng Sonfantasia. Ở đây quý vị chọn vào Create a new wallet để tạo một cái ví mới. Rồi, thì quý vị đặt cái mật khẩu để đăng nhập vào ví. Quý vị hãy nhập lại mật khẩu một lần nữa. Quý vị chọn like. Ok, thì đây là cái dãy 24 ký tự. Quý vị phải lưu lại và tuyệt đối giữ bí mật cái dãy ký tự này. Một là quý vị có thể copy cái dãy ký tự này để lưu lại này. Hai là quý vị hãy download cái file dãy ký tự này lưu về ổ cứng máy tính và cất giữ cho thật cẩn thận. Ok chưa? Rồi, sau khi lưu lại 24 cái ký tự thì quý vị chọn vào cái phần này. Ở cái bước này, quý vị hãy xác nhận lại thứ tự của 24 cái dãy ký tự từ 1 đến 24. Ok chưa? Làm cái bước này có thể sẽ hơi mất thời gian, nhưng để đảm bảo an toàn thì quý vị nên làm hết sức cẩn thận.
quý vị phải đánh chính xác từng câu chữ. Và quý vị lưu ý, quý vị phải tuyệt đối giữ bí mật những cái ký tự này. Rồi, quý vị nhập chính xác xong, quý vị chọn vào Verify. Đó. Rồi, thì một cái ví Son Fantasia đã được tạo thành công. Ở đây quý vị muốn nhận thì quý vị chọn vào Resave. Hoặc quý vị copy luôn cái địa chỉ ví đó, hoặc quý vị cũng có thể gửi bằng cách lấy cái mã QR code. Quý vị nên chuyển Son từ cái sàn FTX về, ok chưa? Bởi vì sàn FTX quý vị chuyển về các ví Son, quý vị sẽ không phải mất phí. Tất nhiên quý vị chuyển từ bất cứ sàn nào cũng được, nhưng mỗi một sàn họ sẽ thu phí khác nhau. Rồi, còn quý vị muốn gửi thì quý vị chọn vào Send để gửi. Đó. Và ở đây quý vị có nhiều Son thì quý vị có thể cho vào Stake. Và hiện tại trên cái ví này, cái lượng, cái lãi Stake đang là 7,25% một năm. Đó. Rồi, quý vị muốn giao dịch mua bán các token nó chạy trên cái network Son thì quý vị phải có cái token, cái đồng Son này để làm phí giao dịch. Thì ở cái ví này, quý vị có thể swap, mua bán trực tiếp các token nó trên cái địa chỉ ví này. Đó, nếu như quý vị đã có sẵn cái đồng Son, thì quý vị cũng có thể mua bán ở trên này. Đó, quý vị chọn vào swap. Ok chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ vào cái sàn Rai để kết nối với lại ví. Tôi sẽ chọn vào Connect và chọn vào cái ví đây, Son Fantasia Extension này. Đó, đây chính là cái ví mà quý vị vừa tạo ở cái bước trước và thêm nó vào trình duyệt web rồi này, ok chưa? Rồi, để kết nối ví với sàn thì quý vị phải nhập cái mã mà quý vị vừa đặt ở cái bước trước trong cái nút quý vị cài đặt đấy. Rồi, quý vị chọn Unlock, chọn vào On Now. Ok, đó. Vậy là cái ví Son Fantasia đã kết nối với cái sàn Rai rồi. Thì quý vị muốn mua bán các token trên này, thì quý vị chọn vào Swap. Và quý vị cũng chọn các token trong cái danh sách ở đây. Đó. Ngoài cách mua bán bằng swap thì quý vị có thể đặt lệnh chơi. Nó giống như là quý vị đặt lệnh mua bán trên các sàn giao dịch tập trung
Đó. Thì dù quý vị có swap hay là quý vị chơi thì quý vị phải có cái đồng son để nạp phí mạng. Ok chưa? Rồi, ngoài ra quý vị muốn kiểm tra cái trạng thái giao dịch hay là truy xuất cái lịch sử giao dịch hoặc là lấy cái smart contract mà nó chạy trên cái network son thì quý vị có thể vào cái địa chỉ sonscan.io. Ở đây quý vị có thể kiểm tra trạng thái giao dịch này, truy xuất lịch sử giao dịch và lấy smart contract. Kiểm tra smart contract cũng ở đây. Ok. Rồi, quý vị ai chưa có tài khoản sàn FTX thì quý vị hãy lấy cái mã đăng ký mà tôi để bên dưới video. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch khi mua bán chơi trên cái sàn FTX này.